em đi lên. Không thể vượt qua được bộ đôi hậu vệ cố gắng đó là David Alaba và Kaba. Hai cầu thủ sẵn sàng kèm cặp và chăm sóc vị trí Dembélé nếu như cầu thủ nào có thể nhận bóng. Thật sự là lối chơi của Barca đang nghi bị phát bảo an toàn. Ancelotti đang tỏ ra quá kinh nghiệm và quá già dư trong lối chơi chiến thuật này đến từ các cầu thủ Real Madrid. Bây giờ là lập tức ba sự thay đổi cầu thủ Ferran Torres, Gavi và Jordi Alba sẽ tua hơn. Lần lượt được sơ tâm nghỉ là cầu thủ số 22 Rafinha. Ferran Torres được thay cho Rafinha. Alejandro Bari và Sergio Busquets cũng được thay ra. Gavi được thay cho Busquets. Jordi Alba được thay cho vị trí của Bardi. Bardi là thủ năm nay 18 tuổi trên hạng K3. Barca mà có thể có kinh nghiệm trải nghiệm để làm một trận thua đó là một trận thất bại của Bardi trong trận đấu Sevilla này. Bây giờ thì Jordi Alba rơi rất nhiều. Và hãy chờ xem ba sự thay đổi này sẽ giúp cho lối chơi của Barca được cải thiện hay không. Không thể vượt qua được Rudy được. Chính xác hơn là Mendy. So với sức mạnh thì Mendy chắc chắn hơn Gavi. Chúng ta cũng xem lại những tình huống xử lý bóng kỹ thuật đến từ các cầu thủ hàng gia Tây Ban Nha. Đá rất là bay, rất nghệ sĩ và cũng không kém phần hiệu quả. Rất hay, Dembélé, Dembélé vẫn chưa điểm được. Thì đi sớm đang có thứ tác động vừa đủ để khiến cho Dembélé không thể tung ra một cú sút. Và cùng giờ với trận đấu này thì trận đấu Super Sunday Liverpool và Manchester City cũng đã chính thức bắt đầu rồi.